Anh chị và các bạn thân mến, hiện tại thì bên Nguyễn và anh Phước Sửu hiện tại là đang có mặt tại cổng chính của khu đô thị ZS Metro City, tọa lạc trên mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ thuộc trục đường chính của khu Nam thành phố. Và như các anh chị cũng được biết thì đây là một trong những dự án nhà thấp tầng tính tới thời điểm hiện tại có biên độ tăng giá rất là tốt. Hiện nay có thể nói là tăng khoảng hơn 100-150% so với giá gốc rồi. Thì có lẽ là ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ thực tế từ anh Phước Sửu để chúng ta tìm hiểu tại sao cái dự án mà có sản phẩm về shophouse, nhà phố thương mại, biệt thự song lập, biệt thự đơn lập lại có cái biên độ tăng giá cao như thế này tại khu đô thị Z Metro City. Xin mời anh Phước Sửu ạ. Cảm ơn B Nguyễn nha. Một cái dự án gọi là tâm điểm của khu Nam trong thời gian gần đây. Được mở bán khoảng từ năm đầu 2020 thì bây giờ là khoảng đã trải qua xây dựng và hoàn gần như hoàn thành cái phân khu đầu tiên thì khoảng hơn 2 năm. Thì ở đây thì có những loại hình sản phẩm như là shop house, thì giống như Phước Sửu và B Nguyễn đang đứng ở đây là sau này sẽ là một cái dãy shop house của dự án dây ghép nhà bè đó B Nguyễn. Có một cái điều đặc biệt mà cái shop house này nó hay hơn những cái shop house khác và mức độ tăng giá nhiều hơn ngay cả Phú Mỹ Hưng hoặc là Vinhome. Đó là cái điều đặc biệt, đó là ngoài con đường Nguyễn Hữu Thọ rộng 60m thì chủ đầu tư để dành ra một cái khoảng không ở đây và thêm một con đường, là khoảng con đường này là con đường 10m nữa B Nguyễn. Và sau con đường 10m là sẽ có một cái vỉa hè rất là rộng để đi mua sắm. Thì với cái con đường này á, thì khi mà cái quý khách hàng mà lựa chọn cái shop house này á thì gọi là rất là dễ tiện lợi nè, đậu xe nè, kinh doanh mua bán, và có một cái dọc theo con đường này có một cái hàng cây và nó lọc bớt gọi là những cái bụi bặm và những tiếng ồn, phải không? Nên nó là shop house của ZS là một cái shop house gọi là hot nhất tại khu Nam trong thời điểm này. Anh Sửu đã chia sẻ cho bên Nguyễn cũng như là các anh chị đây được biết là cái giá gốc của dự án năm 2019-2020 của dự án shop house và bây giờ thì giá bán nó đã khoảng trên thị trường bao nhiêu rồi? Một cái mức giá cực kỳ hấp dẫn nha. Lúc đầu cái mức giá mà giá gốc á B Nguyễn thì nó rơi vào tầm khoảng hơn 10 tỷ một căn. Nó dao động từ khoảng là 12 đến 13 tỷ một căn cho một căn shop house. Và bây giờ cái mức giá hiện tại của căn shop house bây giờ á là rơi vào tầm khoảng từ là 27 đến 29 tỷ một căn. Có một số những cái căn gốc là trên 30 tỷ luôn B Nguyễn. Đúng, thật sự là một cái dự án bất động sản mà tọa lạc trên mặt tiền đường chính của khu Nam như thế này thì có tính nhận diện thương hiệu rất là cao và được phát triển bởi một cái chủ đầu tư rất là uy tín. Thì em nghĩ là đó là một trong những cái lý do để mà cái sản phẩm nó tăng giá tốt như vậy. Chính xác. Ngoài ra này, dự án nó còn rất là nhiều loại hình sản phẩm như là nhà phố bên trong, rồi những cái biệt thự và những cái căn biệt thự đơn lập nữa bên Nguyễn. Thì gọi là một cái cụm đô thị, là một cái phân khu đầu tiên của dự án ZS khoảng là hơn 10 hecta. Và ở đây là điều đặc biệt mà khi mà quý cư dân sở hữu ở đây nha, nó khác hẳn với những quý cư dân khác, là khi mà có khoảng nó chia thành 3 phân khu, mỗi phân khu khoảng là 100 gọi là cư dân, thì trong 100 cư dân nó có một clubhouse rất là lớn luôn. Và trong clubhouse này là quý cư dân được sử dụng free hết toàn bộ những cái tiện ích đó luôn, gồm có hồ bơi nè, sân tennis, phòng tập gym và có một điều đặc biệt là hầm rượu dưới đất nữa. Trong đó là có hệ thống công viên gọi là rất là đẳng cấp, 4 mùa luôn. Bốn mùa, có 4 mùa hoa, mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông. Thì nó có những cái mùa hoa khác nhau và có những cái điểm check-in khác nhau cho quý khách hàng luôn. Những cái chia sẻ rất là sâu sát từ phía anh Sửu, một trong những cái người anh đã từng đi sâu sát dự án này từ giai đoạn đầu tiên. Lúc mà khi mà chúng ta thấy dự án này chỉ là khu vực lao tại của ông Cần thôi. Thật sự là anh Sửu là một người rất là chuyên tại thị trường Việt Nam, cũng như là nắm rất là chắc dự án này. Thì hy vọng rằng là anh chị mà nếu như mà chúng ta có nhu cầu sở hữu một bất động sản nhà ở hoặc là một bất động sản kinh doanh tại dự án shop house tại dự án ZS Metro City thì chúng ta có thể liên hệ qua kênh của anh Phước Sửu để có thể nhận được những chia sẻ rất là sâu sát như hiện tại. Còn mua hay không thì có lẽ là một cái bài toán chúng ta tính sau, nhưng mà chắc chắn là chúng ta đang gặp một cái người đang rất là sâu sát dự án này ngay từ đầu. Cảm ơn anh Phước Sửu rất là nhiều và chúng ta sẽ cùng quay trở lại với phân tích cái sản phẩm nhà phố cũng như là biệt thự đơn lập và song lập ở video clip tiếp theo ạ. Bây giờ thì bên Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại. Rồi, cảm ơn bên Nguyễn. Cảm ơn cả nhà đã xem kênh.